nhất của em ấy, trong cuộc đời này, thực sự em chỉ nghĩ là làm sao để cố gắng sống tử tế thôi. Thì khi đêm về mình không phải quá đau đầu, không phải quá nặng đầu vì những cái gì nó diễn ra, mình có thể an tâm để một giấc ngủ ngon, để có thể vui vẻ để nhìn con cái. Đấy là cái mà chỉ khi mình có thể sống hạnh phúc với điều đấy thì mình mới làm được. Cái sự an nhiên ấy, nó là cái điều mà tuyệt vời nhất với em. Em ấy cứ bảo mọi người cứ bảo em giúp các bạn đấy, thực ra không phải đâu. Em chỉ là tạo một cái môi trường thôi. Còn đâu, chính các bạn ấy mới là người thay đổi. Chính các bạn ấy là người giúp em mà. Giúp cho chính cả bạn bản thân các bạn ấy mà. Ở đây nó là có thay đổi được hay không là do các bạn ấy, chứ không phải là Phúc giúp đỡ các bạn, mà là chúng ta cùng giúp đỡ nhau để làm sao ngày mai nó tốt hơn hôm nay thôi. Trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời, em thường tựa vào điều gì? Những cái thời điểm em khó khăn nhất, những cái thời điểm gần như em tuyệt vọng nhất, thì em có hai thứ em cần làm. Một là em tìm đến một nơi và em trò chuyện một mình với bố em, nghĩa vụ đã mất của em. Và hai là em đi làm, xong em sẽ đi làm công việc đánh giày. Nó cho em cái, lại cho em cái niềm hạnh phúc và hứng khởi trong cái cảm xúc của mình. Nó cân bằng lại. Dạ vâng. Nó thực sự là đánh giày với em nó là cái nghiệp ấy. Nếu mà nghề báo nó là cái nghề thì đánh giày nó là cái nghiệp. Hai thứ nó cứ luẩn quẩn với nhau. Nó giúp em rất là nhiều. Nghề báo nó cho em mối quan hệ, nó cho em tầm nhìn, nó cho em rất nhiều thứ. Nhưng mà đánh giày thì nó cho em con người, nó cho em cuộc sống. Hoa Sen Home, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen.